nước giải khát, cũng như là những cái nhãn hàng ra rất là nhiều những cái brand mới trong khoảng thời gian này, nhưng mà cập nhật không không kịp. Thì Pepsi là một trong những cái nhãn hàng mà Nu đồng hành cùng. Thì mọi người chờ chút, Nu đi mở cửa nhé.